dấu hiệu của tuổi tác, ánh nắng mặt trời này, chế độ sinh hoạt và sử dụng mỹ phẩm không hợp lý thì sẽ khiến cho làn da sẽ ngày càng trở nên mỏng manh, yếu ớt hơn, nhạy cảm hơn và làn da sẽ hay bị ửng đỏ, nổi gân và thấy rõ mao mạch ở dưới da. Và đây chính là những dấu hiệu chính của làn da bị mỏng. Vậy thì làn da bị mỏng thì chúng ta phải làm sao? Thì các bạn hãy cùng Phương tìm hiểu về vấn đề cấu này nhé. Cấu tạo của làn da sẽ có 3 lớp với các vai trò khác nhau. Và lớp hạ bì ở trong cùng thì được tạo thành từ các mô, chất béo và tuyến mồ hôi. Và lớp trung bì là lớp tiếp theo chứa các dây thần kinh và cung cấp máu. Và lớp biểu bì là lớp ngoài cùng như là một hàng rào cản có thể chống lại bụi bẩn và vi khuẩn. Và trong đó thì tầng hạ bì vô cùng quan trọng bởi vì nó có chứa collagen và elastin quyết định đến 90% độ dày của làn da. Và bên cạnh đó thì lớp hạ bì còn là lớp duy trì được sự linh hoạt và đàn hồi cho làn da. Và ngoài lý do tuổi tác tăng cao làm mất đi lớp collagen và elastin thì trong quá trình sinh hoạt hàng ngày hay là sử dụng mỹ phẩm không an toàn hoặc là do bệnh lý về da như là mụn thì cũng sẽ có thể khiến cho làn da sẽ mất đi collagen và elastin và làn da sẽ trở nên mỏng đỏ và kém đàn hồi, nhạy cảm và dễ tổn thương. Vì vậy cho nên làn da mỏng chúng ta phải làm sao? Chắc chắn là phải tìm một cách để có thể bổ sung collagen và elastin rồi. Và ngoài ra thì còn một vài cách nữa thì lát nữa mình sẽ chia sẻ. Có nhiều nguyên nhân có thể khiến cho làn da bị mỏng, vì vậy cho nên da mỏng có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi và mọi giới tính. Và chỉ bằng mắt thường thì chúng ta vẫn có thể nhận biết được làn da nào bị mỏng và làn da nào là không bị mỏng. Và da thường xuyên ửng đỏ cũng là một dấu hiệu mà chứng tỏ là làn da bị mỏng. Thì da mỏng rất dễ bị ửng đỏ khi tiếp xúc với bất kỳ một tác nhân nào như là việc bạn rửa mặt này hay là da nắng, trời nóng hay là vận động thì cũng khiến cho làn da nhanh chóng ửng hồng. Và làn da mặt mỏng thì chúng ta có thể thấy rõ mao mạch và đây là hiện tượng dễ dàng có thể quan sát nhất ở những người làn da bị mỏng. Và mạch máu này gân xanh sẽ nổi lên và nhìn thấy rất là rõ ràng bằng mắt thường. Làn da mỏng thì rất dễ bị tổn thương và chúng ta chỉ cần va chạm nhẹ thì da mặt mỏng sẽ nhanh chóng là có thể bị chảy xước và có thể để lại sẹo sau này. Và nếu chúng ta không dưỡng ẩm thường xuyên thì rất là dễ xảy ra tình trạng bong chóc hay là nứt nẻ. Và một số biểu hiện khác như là lỗ chân lông to hoặc là da kém đều màu. Và muốn giải quyết được vấn đề da bị mỏng thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta cần phải xác định được nguyên nhân vì sao mà làn da chúng ta lại bị như thế và có thể là do di truyền. Nếu gia đình bạn có một ai đó mà sở hữu làn da bị mỏng hoặc là nổi mao mạch thì khả năng rất là cao bạn cũng có thể gặp phải tình trạng làn da bị nổi gân máu. Và theo thời gian thì làn da bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu lão hóa và đây là một quá trình tự nhiên mà không ai có thể tránh khỏi được. Và phụ nữ sau tuổi 30 thì sẽ mất dần đi collagen và elastin và hai yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự đàn hồi và săn chắc của làn da. Vì thế cho nên càng lớn tuổi thì các bạn sẽ có thể nhận ra được làn da của mình sẽ mỏng hơn và thấy rõ gân máu hoặc là làn da sẽ chảy xệ hơn do thiếu hụt lượng collagen. Và phần lớn các thương tổn đối với lớp hạ bì như là nếp nhăn hay là chảy xệ này, làn da bị mỏng hay là những đốm đồi mồi xuất hiện thì đều liên quan đến việc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng của mặt trời. Thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng của mặt trời trong một thời gian dài thì các bạn sẽ nhận ra được những tác hại rất là đáng sợ. Và tia tử ngoại có trong ánh nắng sẽ tác động và phá vỡ collagen ở lớp hạ bì và làm giảm độ đàn hồi, gây mỏng làn da và nổi mạch máu. Và làn da mỏng rất là dễ có thể nhận thấy và nhất là ở trên bàn tay này hay là cánh tay và mặt. Hoặc là nguyên nhân có thể đến từ việc sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng. Sử dụng những mỹ phẩm mà có chứa nhiều chất lột tẩy này làm trắng như là corticoid hay là có chứa nhiều chất bảo quản này, chất tạo mùi và tạo màu thì sẽ khiến cho làn da sẽ bị bào mòn nhanh chóng và mất đi lớp hàng rào bảo vệ của làn da và từ đó thì làn da sẽ trở nên mỏng manh hơn. Và hay là nguyên nhân có thể đến từ việc dùng thuốc trong điều trị y tế thì nhiều loại thuốc sử dụng trong điều trị y tế có thể gây ra tác dụng không mong muốn như là làm mỏng da và đặc biệt thì nguy cơ này sẽ tăng cao hơn nếu như bạn thường xuyên phải sử dụng các loại thuốc như là corticosteroid dạng uống hoặc là steroid dạng kem hoặc là thuốc mỡ. Và đối với nguyên nhân này thì các bạn có thể kiểm soát được bằng cách đó là thông báo với bác sĩ khi mà chúng ta nghi ngờ về thuốc đang sử dụng làm làn da của mình mỏng yếu hơn và khi ngưng thuốc thì làn da có thể sẽ được phục hồi lại. Hoặc là do chế độ sinh hoạt không lành mạnh thì những thói quen xấu sẽ khiến cho làn da sẽ đối mặt với tình trạng lão hóa da sớm hoặc là da mặt sẽ mỏng hơn do nổi mụn. Và mụn trứng cá khi xuất hiện trên làn da thì cũng tương tự như là một vết thương hở ở ngoài da và sau khi điều trị mụn thì vết thương này sẽ liền miệng lại và sẽ đồng nghĩa với việc vùng da xung quanh sẽ bị kéo căng ra và vì vậy thì có thể khiến cho làn da chúng ta sẽ mỏng và nhạy cảm hơn. Và trong trường hợp nổi mụn thường xuyên và liên tục thì sẽ càng tạo ra nhiều áp lực nặng nề hơn cho làn da và điều này thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng của làn da và khiến cho làn da sẽ ngày càng mỏng manh và dễ kích ứng hơn. Da mỏng do di truyền hay bất kỳ lý do gì thì các bạn cũng nên phải bắt đầu tập trung công cuộc
phục hồi cho làn da. Và các hoạt chất có thể tham khảo đó là vitamin B5 thì có thể phục hồi cho làn da tổn thương, hoặc là niacinamide ceramide có thể dưỡng ẩm và phục hồi cho làn da, và chất xuất từ má hay là các hoạt chất cấp ẩm cho da như là glycerin hoặc là hyaluronic acid hoặc là vitamin E. Và ngoài ra thì chúng ta hãy tìm cách để có thể phục hồi và bổ sung lượng collagen và elastin. Thì các sản phẩm mà có chứa các thành phần hoạt chất này thì mình sẽ để link tham khảo ở phần mô tả video. Và tuyệt chiêu skincare cho làn da mỏng yếu và chăm sóc như thế nào đối với làn da mỏng yếu. Đừng quên bước làm sạch trong chu trình dưỡng da của chúng ta. Hàng ngày thì làn da của chúng ta phải đối mặt với rất là nhiều các tác động từ khói bụi này, bụi bẩn hay là kem chống nắng hoặc là trang điểm. Và dù là làn da thường hay là làn da mỏng yếu thì nếu như chúng ta không thể lấy đi hết được những bụi bẩn hay là vi khuẩn còn tồn đọng ở trên làn da thì sẽ khiến cho lỗ chân lông sẽ bị bứt bí và sinh mụn và gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng khác. Và đối với làn da mỏng yếu thì các bạn càng phải chú trọng nhiều hơn đến bước làm sạch và tẩy trang hoặc là dùng sữa rửa mặt là hai bước làm sạch không thể bỏ qua được. Và chúng ta hãy lưu ý chọn những loại sản phẩm làm sạch chất xuất từ tự nhiên, lành tính và phù hợp cho làn da mỏng yếu của chúng ta để có thể đảm bảo được quá trình sử dụng một cách an toàn và hiệu quả cho làn da. Bước tiếp theo đó là cân bằng độ pH với toner. Đây là bước tiếp theo cần phải thực hiện sau khi làm sạch da. Và vì sao mà cần phải toner sau khi làm sạch? Bởi vì hầu hết các dòng sữa rửa mặt có độ pH từ 7 trở lên. Bởi thế cho nên là chỉ mất khoảng 1 giây để khiến cho độ pH của làn da sẽ thay đổi khi làm sạch với sữa rửa mặt. Và do đó cho nên chúng ta sẽ sử dụng toner hoặc là nước hoa hồng là điều kiện tất yếu để có thể cân bằng được làn da. Bước tiếp theo đó là chúng ta cần phải dưỡng ẩm cho làn da. Và với làn da mỏng yếu thì những loại kem dưỡng có chứa vitamin A, vitamin E hay là collagen thì sẽ rất có lợi trong quá trình chăm sóc da. Bởi vì là vitamin E thì có thể bổ sung dưỡng chất rồi dào cho làn da, còn vitamin A thì có khả năng ngừa quá trình da mỏng yếu, và đồng thời thì collagen sẽ giúp phục hồi độ đàn hồi tự nhiên của làn da. Và bước tiếp theo là chúng ta cần phải làm dịu và phục hồi cho làn da. Và chúng ta không thể chăm sóc làn da mỏng yếu theo một cách đơn thuần chỉ là cấp nước hoặc là dưỡng ẩm, như thế là không đủ. Và sử dụng các dòng kem dưỡng serum phục hồi là một bước cực kỳ quan trọng để có thể cải thiện cho làn da mỏng và trở nên khỏe mạnh hơn. Ngoài sử dụng các sản phẩm chuyên cấp ẩm và phục hồi cho làn da thì kem chống nắng cũng là một bước cực kỳ quan trọng đối với làn da và giúp có thể ngăn chặn các tác hại từ tia UV, ánh sáng độc hại tới làn da. Vì vậy cho nên chúng ta hãy bôi kem chống nắng một cách đều đặn mỗi ngày. Song song với việc ngủ đủ giấc này, ăn nhiều trái cây và rau xanh đậm màu, bổ sung vitamin C để có thể phục hồi cho làn da và giúp cho làn da sẽ khỏe mạnh hơn từ bên trong. Và nhiều thành phần cần thiết cho làn da khỏe mạnh được tìm thấy trong trái cây, rau hoặc là cá này, dầu hoặc là thịt. Vì vậy cho nên để tối ưu được hiệu quả chăm sóc da khỏe mạnh hơn từ bên trong thì các bạn cần phải nghiên cứu thực phẩm nào có thể phù hợp để có thể bổ sung vào khẩu phần ăn uống của mình hàng ngày. Không thể đảo ngược tất tần tật các triệu chứng thương tổn trên làn da. Tuy nhiên thì bạn có thể ngăn ngừa làn da bị tổn thương thêm và đẩy lùi dấu hiệu lão hóa sớm khi thực hiện nghiêm túc những lưu ý như là bôi kem chống nắng có chỉ số chống nắng từ 30 trở lên và không hút thuốc, không uống rượu bia và tập thể dục thể thao một cách thường xuyên. Và điều này thì sẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và cải thiện sức khỏe của làn da, làm cho làn da sẽ khỏe mạnh hơn. Và chúng ta cần phải làm sạch da một cách nhẹ nhàng và thường xuyên, kem dưỡng ẩm hàng ngày để có thể khóa độ ẩm cho làn da và từ đó sẽ giúp duy trì diện mạo cho làn da và giúp cho làn da sẽ căng mềm và mịn màng tự nhiên. Và ngưng sử dụng các sản phẩm khiến cho làn da sẽ bị châm chích hoặc là bỏng rát, và trừ khi là có chỉ định của bác sĩ. Là chúng ta đã tìm ra phương pháp cho câu hỏi là làn da mỏng thì cần phải làm sao rồi. Và làn da mỏng thì chỉ cần tập trung phục hồi và tái tạo cho làn da và tránh các sản phẩm làm trắng da, và chúng ta cần phải chú ý đến chống nắng cùng với các chế độ sinh hoạt ăn uống một cách khoa học điều độ, và có như vậy thì làn da mới vừa khỏe từ bên trong và khỏe cả bên ngoài. Và chúc chị em có một chế độ skincare hợp lý và luôn xinh đẹp.